Rồi, anh em đụng chạm đến keo, tạm dụng keo quá nhiều. Con này chảy nước mát bởi keo. Keo. Đấy, keo. Quá nhiều keo. Cuộn điện thay cho khách, cuộn điện lô. Sợi nhôm. Cầm nhã phèo. Con này đi chắc giỏi lắm, đi tầm 2-3 tháng nữa chắc tèo. Các cái răng xin này, em thấy không? Nó liếm luôn mất, nó liếm mất góc luôn. Nó liếm mất góc luôn, nhét đầy keo rồi. Luôn. Đây cá lươn. Con này đang bị keo nó bó ở cái con ốc cút lối xi lanh với cả cút lối chỗ xi lanh với cả cái tổng bơm không ra được. Đang nhờ người. Đấy. Đây keo. À. Đây. Kèo đây. Anh em kèo. Đấy, kèo đây. Sợ luôn. Đây, kèo đây. Mẹ làm tổng bộ vai đái. Kèo cứng như bùi rồi. Sự lạm dụng quá đáng. Thôi, mày xong rồi, cho xuống đi.